chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bản cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bản cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bản cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bản cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bản cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bản cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bản cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bản cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bản cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8.
4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30,
6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56.
8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bản cửu chương chính: 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2: 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3: 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4: 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5: 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6: 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7: 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8: 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9: 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2: 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10,
2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bản cửu chương 3. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bản cửu chương 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bản cửu chương 5. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bản cửu chương 6. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bản cửu chương 7. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bản cửu chương 8. 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bản cửu chương 9. 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bản cửu chương 3. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bản cửu chương 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32,
4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7.
7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36,
9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bản cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bản cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bản cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bản cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bản cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bản cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bản cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bản cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9,
3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4, 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3, 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4, 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35,
5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8. 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9. 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70.
Bản cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bản cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bản cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bản cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bản cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bản cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bản cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bản cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bản cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này.
hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4.
4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3, 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4, 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24,
6 nhân 5 bằng 30, 6 nhân 6 bằng 36, 6 nhân 7 bằng 42, 6 nhân 8 bằng 48, 6 nhân 9 bằng 54, 6 nhân 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 5 bằng 35, 7 nhân 6 bằng 42, 7 nhân 7 bằng 49, 7 nhân 8 bằng 56, 7 nhân 9 bằng 63, 7 nhân 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 nhân 1 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16, 8 nhân 3 bằng 24, 8 nhân 4 bằng 32, 8 nhân 5 bằng 40, 8 nhân 6 bằng 48, 8 nhân 7 bằng 56, 8 nhân 8 bằng 64, 8 nhân 9 bằng 72, 8 nhân 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 nhân 1 bằng 9, 9 nhân 2 bằng 18, 9 nhân 3 bằng 27, 9 nhân 4 bằng 36, 9 nhân 5 bằng 45, 9 nhân 6 bằng 54, 9 nhân 7 bằng 63, 9 nhân 8 bằng 72, 9 nhân 9 bằng 81, 9 nhân 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 6 bằng 12, 2 nhân 7 bằng 14, 2 nhân 8 bằng 16, 2 nhân 9 bằng 18, 2 nhân 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3, 3 nhân 1 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 3 bằng 9, 3 nhân 4 bằng 12, 3 nhân 5 bằng 15, 3 nhân 6 bằng 18, 3 nhân 7 bằng 21, 3 nhân 8 bằng 24, 3 nhân 9 bằng 27, 3 nhân 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4, 4 nhân 1 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8, 4 nhân 3 bằng 12, 4 nhân 4 bằng 16, 4 nhân 5 bằng 20, 4 nhân 6 bằng 24, 4 nhân 7 bằng 28, 4 nhân 8 bằng 32, 4 nhân 9 bằng 36, 4 nhân 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 nhân 1 bằng 5, 5 nhân 2 bằng 10, 5 nhân 3 bằng 15, 5 nhân 4 bằng 20, 5 nhân 5 bằng 25, 5 nhân 6 bằng 30, 5 nhân 7 bằng 35, 5 nhân 8 bằng 40, 5 nhân 9 bằng 45, 5 nhân 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12, 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 4 bằng 24, 6 nhân 5 bằng 30, 6 nhân 6 bằng 36, 6 nhân 7 bằng 42, 6 nhân 8 bằng 48, 6 nhân 9 bằng 54, 6 nhân 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 5 bằng 35, 7 nhân 6 bằng 42, 7 nhân 7 bằng 49, 7 nhân 8 bằng 56, 7 nhân 9 bằng 63, 7 nhân 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 nhân 1 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16, 8 nhân 3 bằng 24, 8 nhân 4 bằng 32, 8 nhân 5 bằng 40, 8 nhân 6 bằng 48,
8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8,
2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8. 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9. 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32,
4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3, 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4, 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 x 1 bằng 7,
7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3, 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4, 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5, 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6, 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36,
9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 bằng 16, 2 x 9 bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9,
3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bản cửu chương 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bản cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bản cửu chương 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bản cửu chương 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bản cửu chương 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bản cửu chương 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bản cửu chương 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bản cửu chương 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bản cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35,
5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8. 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9. 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6. 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70.
Bản cửu chương 8. 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 2 bằng 16. 8 nhân 3 bằng 24. 8 nhân 4 bằng 32. 8 nhân 5 bằng 40. 8 nhân 6 bằng 48. 8 nhân 7 bằng 56. 8 nhân 8 bằng 64. 8 nhân 9 bằng 72. 8 nhân 10 bằng 80. Bản cửu chương 9. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 bằng 18. 9 nhân 3 bằng 27. 9 nhân 4 bằng 36. 9 nhân 5 bằng 45. 9 nhân 6 bằng 54. 9 nhân 7 bằng 63. 9 nhân 8 bằng 72. 9 nhân 9 bằng 81. 9 nhân 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bản cửu chương. Bản cửu chương 2. 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 8 bằng 16. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 10 bằng 20. Bản cửu chương 3. 3 nhân 1 bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 4 bằng 12. 3 nhân 5 bằng 15. 3 nhân 6 bằng 18. 3 nhân 7 bằng 21. 3 nhân 8 bằng 24. 3 nhân 9 bằng 27. 3 nhân 10 bằng 30. Bản cửu chương 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 3 bằng 12. 4 nhân 4 bằng 16. 4 nhân 5 bằng 20. 4 nhân 6 bằng 24. 4 nhân 7 bằng 28. 4 nhân 8 bằng 32. 4 nhân 9 bằng 36. 4 nhân 10 bằng 40. Bản cửu chương 5. 5 nhân 1 bằng 5. 5 nhân 2 bằng 10. 5 nhân 3 bằng 15. 5 nhân 4 bằng 20. 5 nhân 5 bằng 25. 5 nhân 6 bằng 30. 5 nhân 7 bằng 35. 5 nhân 8 bằng 40. 5 nhân 9 bằng 45. 5 nhân 10 bằng 50. Bản cửu chương 6. 6 nhân 1 bằng 6. 6 nhân 2 bằng 12. 6 nhân 3 bằng 18. 6 nhân 4 bằng 24. 6 nhân 5 bằng 30. 6 nhân 6 bằng 36. 6 nhân 7 bằng 42. 6 nhân 8 bằng 48. 6 nhân 9 bằng 54. 6 nhân 10 bằng 60. Bản cửu chương 7. 7 nhân 1 bằng 7. 7 nhân 2 bằng 14. 7 nhân 3 bằng 21. 7 nhân 4 bằng 28. 7 nhân 5 bằng 35. 7 nhân 6 bằng 42. 7 nhân 7 bằng 49. 7 nhân 8 bằng 56. 7 nhân 9 bằng 63. 7 nhân 10 bằng 70. Bản cửu chương 8. 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 2 bằng 16. 8 nhân 3 bằng 24. 8 nhân 4 bằng 32. 8 nhân 5 bằng 40. 8 nhân 6 bằng 48. 8 nhân 7 bằng 56. 8 nhân 8 bằng 64. 8 nhân 9 bằng 72. 8 nhân 10 bằng 80. Bản cửu chương 9. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 bằng 18. 9 nhân 3 bằng 27. 9 nhân 4 bằng 36. 9 nhân 5 bằng 45. 9 nhân 6 bằng 54. 9 nhân 7 bằng 63. 9 nhân 8 bằng 72. 9 nhân 9 bằng 81. 9 nhân 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này.
hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42. 6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 bằng 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 bằng 49. 7 x 8 bằng 56. 7 x 9 bằng 63. 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 bằng 72. 9 x 9 bằng 81. 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12. 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 x 9 bằng 18. 2 x 10 bằng 20. Bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3. 3 x 2 bằng 6. 3 x 3 bằng 9. 3 x 4 bằng 12. 3 x 5 bằng 15. 3 x 6 bằng 18. 3 x 7 bằng 21. 3 x 8 bằng 24. 3 x 9 bằng 27. 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4.
4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60. Bảng cửu chương 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 10 = 70. Bảng cửu chương 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80. Bảng cửu chương 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt cùng học các bảng cửu chương. Bảng cửu chương 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20. Bảng cửu chương 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30. Bảng cửu chương 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40. Bảng cửu chương 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50. Bảng cửu chương 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24,
6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Bảng cửu chương 7, 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Bảng cửu chương 8, 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Bảng cửu chương 9, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Các bạn nhớ tự luyện tập thêm nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài này. Hãy bấm nút thích hoặc nút like và nhấn nút đăng ký hoặc nút subscribe để cập nhật các bài mới.